Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, như các bạn đã thấy thì mình đang ở trong một cái tình trạng mà nó gọi là khá là ói âm các bạn ạ. Bởi vì mình sắp chết rồi. Cho mày ăn này. Đấy. Đấy. Ok. Ok, mình đang chơi trò đuổi bắt. Ok. Chuyên mục đuổi bắt của một hunter. Kính mời các bạn hãy đón xem. Tha cho tôi đi. Chuyên mục chạy bộ cùng Hunter. Ok. Chuyên mục chạy bộ cùng Hunter. Tôi vẫn méo hiểu là tại sao nó lại không phá ván các bạn ạ. Đù. Tính toán cả rồi. Ui, tao chạy. Một pha tính toán khá gắt từ anh Hunter. Và tính toán khá gắt. Khá gắt các bạn ạ. Và hiện tại thì mình vẫn chưa tìm ra được cái hầm. Chưa tìm ra các bạn ạ. Khá gắt, mình không biết là hầm ở đâu. Rất là khó luôn. Mình đã sửa được hai máy rồi, tức là hầm phải mở. Điều đấy là hoàn toàn chính xác, nhưng mình vẫn chưa thấy hầm đâu. Vẫn chưa xác định được vị trí của hầm các bạn ạ. Mình đang khá là rối rắm, không biết là nó đang ở đâu, phương trời nào. Mình đang núp các bạn ạ. Ui thôi, không núp nữa. Vâng. Một pha đập khá là mạnh. Một pha tính toán của anh ấy rất gắt. Vâng, rất gắt. Ui, gắt. Tính toán cho mất gắt. Ở thằng này không chó à. Rất gắt luôn. Biến mất rồi các bạn ạ. Ok. Một pha nhảy rất là gắt luôn. Mình vẫn chưa tìm được cái hầm thân yêu của mình đang ở đâu. Where are you now? Vẫn chưa thể tìm được các bạn ạ.
Các bạn thấy không? Rất là sợ luôn. Khi mà các bạn một mình đối mặt với Hunter thì rất là sợ. Mình nên tìm cái hầm sớm thôi các bạn ạ. Không có lý do gì phải ở đây nữa. Thật sự khá là căng khi mình đã không tìm được hầm. Chưa thấy các bạn ạ. Hành trình đi tìm hầm của chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Mình nghĩ là mình tiền nên tìm đồ chơi mới trước khi Hunter quay lại. Bởi vì khả năng cao là mình sẽ chết ở nơi đây. Mình nghĩ là nó sẽ ở bên kia. Nhưng mà không. Vẫn chưa thấy các bạn ạ. Mình cần một chút vũ khí đánh nhau chứ không phải là một cái bản đồ khá là vô dụng. Bản đồ thì nó không chỉ cho mình được cái hầm nó ở đâu các bạn. Rất là khó. Chính vì thế mình đang đi hành trình tìm hầm. Rất là vui. Maybe vui các bạn ạ. Maybe gọi là vui. Rồi anh Hunter chắc chắn là tích đủ điểm của chúng ta rồi. Chờ bị ăn đập thôi. Không thể nói nhiều được với chúng ta được. Mình vẫn chưa thấy cái hầm ở đâu các bạn ạ. Hành trình đi tìm hầm của mình đang rất khó khăn. Thật sự luôn. Là cái hầm nó đang ở đâu? Mình đã sửa được 2 máy rồi. Hay là 3 máy nhờ? Ủi nếu thế thì thôi hơi mệt à. Mình nhớ là sửa được 2 máy đúng không? Chính xác luôn, 2 máy. Không sai được. Phải tranh thủ đi tìm hầm các bạn ạ. Không thì hơi mệt đấy. Vẫn chưa thấy cái hầm nó đang đâu. Khổ. Máy thì chắc chắn là đã sửa đủ rồi. Không có chuyện là... Không có chuyện là... Mình thiếu được 2 máy, chắc chắn là 2 máy rồi. Đâu nhờ? Chuyên mục đi tìm hầm thực sự khá là khó khăn. Nó đang cố gắng tích đủ điểm các bạn ạ. Nó chỉ đang cố gắng vờn mình để tích đủ điểm thôi. Nó rất là khôn. Sự khá là khó. Ui, cái hầm nó đang ở đâu các bạn ạ? Khá là khó khăn. Thật sự luôn. Thật sự là nên sửa 3 máy luôn các bạn ạ. Thật sự là nên như thế nào đây? Câu được 240 giây. Sâu mất là gắt. Rất là gắt luôn.
Hunter này không phải là boss đâu các bạn nhé. Mình chắc chắn với các bạn 100% luôn là không phải là boss. Bởi vì nó giết người rất là nhanh luôn, đầu trận nó đập mấy phát tê tét luôn là đồng đội mình đi hết. Trình độ của bạn rất là cao nhưng mình không hiểu vì sao là nãy giờ không chịu đi phá ván đi. Cố gắng nhờn mình các bạn ạ, cố gắng nhờn. Cố gắng nhờn mình các bạn ạ. Chuẩn bị phân thân chăn. Oh no. Rất gắt luôn. Thế là trận đấu gọi là khá là khó khăn rồi. Khá là khôn. Khá khôn. Rồi, khá khôn. Nó biết ném cái này là mình chắc chắn với bạn luôn là nó không phải là boss đâu. Đang suy cơ tính cách đấy các bạn ạ. Maybe là đợi đủ lửa sau đó nó bắt mình đập luôn. Mình sẽ nhây đến khi, chắc là nhây đến khi nó AFK các bạn ạ. EQ gọi là vô cực rồi. Nhây đến khi nó AFK. Solo xem thằng nào dư pin hơn. Xin lỗi bạn, chiếc điện thoại mình là pin trâu lắm. Cuộc thi trại các bạn ạ, cuộc thi trại. Cuộc thi trại xem ai nhanh hơn. Cuộc thi trại xem ai nhanh hơn. Wow. Mình nể phục sự kiên nhẫn của bạn. Động lực nào đã khiến bạn truy đuổi mình đến như thế? Mình thật sự không hiểu. Ui. Thật sự luôn là mình nhìn con chó đấy hơi nguy hiểm các bạn ạ. Rồi tao qua đây. Cho mày dịch chuyển đấy. Sự kiên nhẫn. Nể phục quá các bạn ơi. Đâu có ngu. Làm như mình ngu lắm ấy.
Ôi, làm cho mình ngu ấy. Ôi. Ủa, đổi không hồi kết. Không phá ván nhờ. Ôi, cuối cùng bạn ấy cũng đã chịu phá ván. Rất kiên trì và bền vững. Ok, cuối cùng bạn ấy cũng đã chịu phá ván. Tốt lắm bạn tôi ơi. Tốt lắm bạn tôi ơi. Ok, tốt lắm bạn tôi ơi. Bên bạn này có vẻ khá trâu. Dành một ván game để bắt mình luôn. Ui. Sao bạn ơi? Còn sớm. Đấy, nick mình mượn của bạn đấy đấy. Còn sớm gì? Tôi đang chơi ông nha, đừng vào ông nha. Chết tôi luôn. Xem bên ai kiên nhẫn hơn. Ui, làm nhau nhanh quá. Ui, nhanh. Rất khôn. Maybe that. Ui chết mẹ ơi. Ui ui đâu 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 đâu. Sao ông ơi? Sao? Wow. Một pha gọi là dịch chuyển cực gắt. Thôi. Xong đã hạ được con này rồi. Gục. AFK đi bạn ơi. Thêm một con nữa. Rất hay. Rồi. Rất khôn. Còn một con nữa các bạn ạ. Vâng. Ui. IQ vô cực. Chạy qua đây. Tụi gì? Không thiếu trò. Quá gắt. Cảm ơn bạn nhé. Bạn vừa đi qua mình như không có chuyện gì cả. Bạn ấy rất tỉnh và đẹp trai. Ok. Rồi sao? IQ vô cực. Wow. IQ vô cực. Maybe that. IQ vô cực. Mình qua đây.
IQ vô cực. Là đây chứ đâu. IQ vô cực rồi. Ôi, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Oh no, bạn kia đã vào nick tôi rồi. Rồi xong các bạn. Rồi à, thôi chắc là mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi một trận đấu thế này. Bye bye.